Welcome back to Mexico for the Verizon post-game interview here with Shogun. Thank you so much for joining me. Amazing game from you today. Quick reaction on the pentakill. Em cảm thấy thế nào về cái pentakill vừa rồi? Em cảm thấy cái pentakill vừa rồi rất là tuyệt vời đối với em. It felt really awesome. As I can imagine, I mean, you've been playing so well, super aggressive, which is something we've been used to seeing with the Saigon Buffaloes. Aggressive play style, never scared to take a fight. What does it say about your confidence here at Worlds? Thì chị thấy em đánh cực kỳ hổ báo luôn, không bao giờ sợ phải đánh nhau hết. Thì em nghĩ em nghĩa là cái nguyên nhân nào khiến cho em tự tin đến như vậy? Thì con Alpha là một con tướng phải nói là rất là hững tay của em. Thì em rất tự tin khi cầm vào con tướng đó, khi mà em cầm vào con tướng đó, em rất là tự tin và em sẽ bắn được hết tất cả những đối thủ. So, Aphelios is one of my favorite champions, and as long as I'm having the Aphelios, I have all the confidence I need to play. Aphelios, misfortune yesterday. I mean, the Saigon Buffaloes are on a roll right now, 2-0 in the playing stage. What more can we expect from you guys? Thì hiện tại là tụi em đang có kết quả rất là tốt á, em đang dẫn trước 2-0. Thì tụi em nghĩ là mình sẽ đi được xa đến cỡ nào? Em nghĩ bọn em sẽ vô được vòng bảng và nghĩ bọn em sẽ làm được điều đó. I want to go into group stage and I think we can do it. I mean, you're an exciting team, so looking forward to seeing you in group stage hopefully. Last question about you. There's so much hype around you right now on social media. We saw a tweet yesterday about the French broadcast hyping you up. How does that make you feel? Hiện tại thì trên các nền tảng xã hội á, là rất là nhiều người là hype em lên, nghĩa là rất là nhiều người tung hô cái tên của em. Thì em cảm thấy điều gì, em cảm thấy như thế nào về điều này? Khi mà em thấy mọi người, khi mà em thấy có fan thế giới thì em cảm thấy rất là vui và thích thú. Và em muốn bản thân em tỏa sáng nhiều hơn nữa để có nhiều fan. I felt really excited to see international fans and I want to do even better and to have even more fans. Well, I'm happy you're having a good time and yeah, let's build that fan base. Shogun, cảm ơn for the interview. Thank you so much for the translation and back to you guys in LA.